in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Với cái không gian nhỏ hẹp ở phòng của mình thì là mình sẽ bày một cái bộ máy mà làm thế nào đấy có thể chơi được tất cả các linh kiện cao cấp vào. Với thứ hai là chơi được cái hệ thống tản nhiệt nước custom mà mình rất là thích. Tại vì sao? Tại vì tản nhiệt nước custom nó sẽ mang đến cho mình một cái hiệu quả tản nhiệt rất là tốt, và thứ hai là cái hình thức của nó cũng rất là đẹp so với cái tản nhiệt khí hoặc là tản nhiệt nước only one. Đấy, thì cái bộ máy này của mình thì ở đây là mình có sử dụng các cái một cái con radiator tản nhiệt rất là to đấy, mà các bạn thấy ở đây. Đấy, con này là sử dụng cái con Rater sử dụng là cực fan 20. Với những cái con Rater này thì bình thường là cái bộ máy mà phải nghĩ là phải rất là to thì mới có thể nhét được con này vào. Thì khi mà sử dụng ở trên cái con vỏ cây ITX này của mình thì là mình có phải mất tương đối là nhiều công để có thể là nhồi nhét được nó vào. Nhét được nó vào đấy và sao cho hệ thống nó phù hợp nhất. Và cái hệ thống tản nhiệt nước ở đây thì mình đi là mình hướng cái ý tưởng của mình là như bình thường bạn để ý các bộ tản nhiệt nước thì bao giờ nó sẽ khi mà nó chạy xong rồi là cái nước nó sẽ không thấy cái sự chuyển động của nước, nhưng mà cái bộ này của mình là mình gắn thêm một cái thiết bị nhỏ nhỏ bên dưới là nhìn trong cái tanh nước ấy, nó giống như kiểu là một cái núi lửa phun trào lên đấy, nếu mà bạn có thể thấy nó phun từ dưới lên rồi phun nếu mà nước nó thấp đi một tí là con phun lên nào nữa cơ. Đây là cái bộ này của mình là cái bộ Aorus PC ITX. Tại vì sao có cái tên Aorus? Tại vì ra thì mình cũng thích cái thương hiệu này, tại vì trong 2 năm gần đây thiết kế nó rất là đẹp. Có thể là ưu ái cho nó một chút để thiết kế của nó là đặt tên nó như thế. Vâng, một fanboy của Aorus đúng không? Chào Long. Anh ơi. Thật ra vì tên tuổi của Hoàng Long An Phát thì rất là nổi tiếng rồi. Thì cũng không có gì để phải xem quá kỹ cả. Thực ra tôi xem qua tôi thấy cái độ hoàn thiện rất là ok. Tuy nhiên có một chút là anh thắc mắc một chút là Long, là có thể cho anh biết lý do tại sao lại dùng màu nước vào trong cái lòng cây trắng không? Và anh thấy là chẳng hạn như mình sẽ dùng màu nước trắng thì nó sẽ bám sáng rất là đẹp chứ. Thật ra thì là cái bộ máy này của em ấy thì em thi ở hạng mục là ORIBI. Đúng rồi. ORIBI nghĩa là sao? Nghĩa là nhiều màu cùng một lúc thì mình có thể là điều khiển tất cả các hệ thống màu của mình qua một cái điều khiển. Thì khi mà em để chọn cái màu nước màu xanh green này, tại vì sao? Tại vì cái màu nước này có độ phản xạ ánh sáng rất là tốt, khi mà em để cái màu xanh blue. Đấy, có nghĩa là em có thể là thay đổi tùy ý cái màu sắc của em. Hôm nay tâm trạng em vui thì em để màu đỏ, hôm khác em không vui em để màu trắng. Còn bình thường hôm nào thích như quẩy lên thì em để ORIBI nó nhấp nháy các kiểu. Đấy, có nghĩa là em sẽ chọn một cái màu nước làm sao để cho nó ở mỗi cái màu ánh sáng khác nhau, nó đều có thể là thể hiện được cái màu sắc khác nhau được. Thì nãy giờ mình cũng có nghe bạn là Long giải thích về cái ý tưởng cũng như là trong quá trình thi công một số cái điểm hay của cái cây. Thì cái cảm giác chung của mình là bạn Long mang tất cả những cái gì hay nhất bỏ vào bên này.
Tuy nhiên là mình cũng có một cái góp ý thôi, chứ cũng không hẳn là một cái câu hỏi. Là vì thì mình đưa nó vào thi trong một cái hạng mục IGP thì về cơ bản á, thì nếu mà mình để ý thì để thể hiện được cái IGP tốt thì thường là chọn cây đen. Nhưng mà ở đây mình lại đi cái cây trắng. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình dùng rất là nhiều cái chi tiết mà có lẽ nguyên gốc của cái cây này là trắng đen. Cái ý tưởng độ của cái cây này là trắng đen thì rất đúng hơn. Vì ví dụ như logo trắng, logo bên hông cũng trắng, fitting cũng trắng, fan cũng trắng. Đấy. Thế thì nó làm mất đi cái sức mạnh của cái RGB mà mình đang muốn làm. Đấy, thì mình chỉ thấy tiếc cái chỗ đấy thôi. Nếu mà xác định cái mục tiêu nó rõ ràng hơn thì có khi là cái này nó có thể đạt giải. Vâng. Anh Dũng. Cảm ơn anh Aurus với những chia sẻ vừa rồi. Và hy vọng rằng là ngày nào của anh cũng màu đỏ. Em đến thấy người ta thì màu đỏ, người ta hết hồn, mệt hết cả người. Mà bây giờ anh thì bảo là ngày vui thì anh bảo màu đỏ. Đấy rất kỳ đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta còn đến với chim cu. Bộ máy chim cu. Không biết là của anh nào ạ? À, của anh luôn đúng không? Vâng. Vâng, người này rất là thích sưu tầm các loại chim. Xin mời anh. Về cái bộ máy chim cu này thì thật ra thì về cái bộ máy chim cu này thì không, em cầm nhanh lâu. Vâng, về cái bộ máy này thì cái thiết kế của nó thì cũng là toàn sử dụng là linh kiện của Aurus. Thế này em mới đặt tên nó là chim cu. Cái bộ máy này thì có một cái khá là hay, đó là cái hệ thống tản nhiệt nước của nó. Đa phần thì anh em mình khi mà chơi tản nhiệt nước cái sườn ấy thì cứ nghĩ là các cái bộ đấy thường là phải rất là đắt thì mới có thể là tạo ra một cái bộ có hình thức đẹp với cả ấn tượng được. Nhưng mà cái bộ này của em thì ở đây là em sử dụng một cái bộ tản nhiệt nước với mức giá khá là dễ chịu, chỉ là xem một bộ tản nhiệt nước Cooling One bây giờ thôi, chưa đến 4 triệu đồng cho bộ tản nhiệt nước này, nhưng mà cũng có thể tạo ra một cái hình thức về bộ máy rất là sinh động và rất là đẹp mắt. Và thứ hai là cái hiệu quả tản nhiệt cũng rất là tốt. Ở đây thì là em có sử dụng cái cách lắp đặt khá là hay mà bây giờ anh em rất là chơi nhiều, đó là cái việc mà dựng nhiều cái con cà phê ga ra qua một cái hệ thống kết nối dây riser. Rất là nhiều anh em có hỏi là tại làm sao mình có thể là ngửa một con cà phê ra mà không cắm ở trên main là mình có thể là dùng bình thường được. Thì hôm nay mình có thể chia sẻ luôn, là mình sẽ kết nối qua một cái dây cáp riser. Cái dây này có tác dụng gì, có nghĩa là sẽ dẫn cái tín hiệu từ con Vega cắm vào trực tiếp vào main, và mình có thể là không cần cắm cái con Vega vào main là có thể là sử dụng như cái bộ máy bình thường mà các bạn đang sử dụng ở nhà được. Thì cái thiết kế này nó sẽ có cái hay cái là các cái con Vega bây giờ có thiết kế cái phần tản nhiệt nước, tản nhiệt khí nó rất là đẹp. Mình quay ngửa nó ra thì là mình sâu được cái phần thiết kế đấy, cái thiết kế ăn tiền nhất của các con Vega luôn, chứ không phải là cứ úp xuống dưới là mình chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả. Về cái bộ máy này thì em chỉ xin chia sẻ như thế thôi. Có câu hỏi nào không ạ? Về cái bài thi này thì mình cũng không có cái câu hỏi gì khác, tại vì bạn Long cũng giải thích khá là rõ ràng. Và mình cũng rất đồng ý với bạn Long, đây là một cái đầu tư mà hợp lý trong tầm giá, trong ngân sách. Nếu mà người dùng người ta có cái ngân sách giới hạn ấy, thì ở đây nó được tối giản hết mức có thể và ngân sách nó vừa phải, cho nên là nó giúp cho mình giải tỏa cái tâm lý là mình khi là chơi custom là phải có gì nó đắt lắm hay là cái gì đấy. Thì mình rất đồng ý với lại Hồng Long về cái quan điểm đấy. Và tất nhiên là xét về độ lóng lánh với lại các cái bài thi khác á, thì chắc có lẽ không bằng. Tuy nhiên là mình cũng góp ý thêm để mọi người để ý một tí xíu những cái cây như thế này, nó sẽ giúp mình hiện thực hóa nếu trong trường hợp nguyên sắc của mình nó có giới hạn. Vâng, xin cảm ơn anh một lần nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với củ chuối BC. Bên cạnh củ chuối là một người đẹp. Bộ này. À, bên này cả. Bên này bình kèm hai cô luôn rồi. Với bên ông anh nào củ chuối BC ạ? Không có chủ anh ạ. Không có chủ, vô chủ, tạm thời là chủ không có mặt ở đây.
Rồi, lồng thép. Ai ạ? Anh luôn ạ. Vâng. À, về cái bộ máy lồng thép này thì em là người thực hiện cái bộ máy này, nhưng mà chủ nhân của bộ máy là bạn Huy đây, anh đứng ở đây. Thì về ý tưởng thực hiện thì là gần như là bạn Huy bạn đấy giao hết cho em đấy, không nghĩ là bạn đấy chỉ đưa ra một cái mức ý tưởng ban đầu là một bộ máy thật là lung linh và thật là nhiều màu, bởi vì bạn đấy đã rất là thích cái sắc màu origami. Vì sao cái bộ máy này được đặt tên là lồng thép? Đầu tiên thứ nhất là cái biểu tượng con rồng ấy, nó là cái biểu tượng của MSI, và bạn Huy là một bạn rất là các cái thương hiệu MSI này, tất cả các cái linh kiện bạn ấy dùng từ trước đến giờ đều MSI, đến cả các cái phụ kiện bạn đeo trên người luôn cũng là đều mang cái thiết kế của MSI. Có thể nói là đây là có thể là fanboy fan cuồng của MSI, và có thể là làm đại diện hình ảnh cho MSI tại Việt Nam được, theo em nghĩ là thế. Và về cái bộ máy này á, thì ở đây là cái hệ thống tản nhiệt nước, thì là em thiết kế nó theo cái phong cách đó là các cái đường ống song song. Như bình thường là các cái bộ tản nhiệt nước mình sẽ thường thấy là hay thiết kế theo kiểu đối tiếp, cũng là linh kiện nước sẽ đi từ tản nhiệt nước sẽ đi từ cái linh kiện này sang tản nhiệt khác, có lẽ sẽ bị cái hiện tượng là ăn nhiệt của nhau. Nhưng mà ở đây cái bộ máy này của em là sẽ để giảm thiểu cái hiện tượng đấy, nên là sử dụng cái thiết kế là cái đường ống song song kim loại. Có nghĩa là cái luồng nước mát ấy là sẽ đi vào tất cả ba linh kiện cùng một lúc, Vega và CPU cùng một lúc, và đẩy toàn bộ cái luồng nước nóng đi ra cùng một lúc để tản nhiệt. Cái việc mà đến thiết kế này nó sẽ giảm thiểu được cái hiện tượng là ăn nhiệt của các linh kiện với nhau. Nhưng mà cái thiết kế này thì mình sẽ phải tính toán rất là kỹ. Thứ nhất là về cái phần đó là cái lực của bơm, và cái thứ hai là cái rãnh ép của block. Nếu mà các cái block phải có cái thiết kế rãnh ép nước phải xem nhau cơ, thì là mình sẽ có thể là đưa được cái nó không bị cản nước nhiều. Và cái thứ hai là cái hệ thống ống ở đây thì em sử dụng là toàn bộ cái ống là ống beta. Cái ống này thì có cái khó khăn trong lắp đặt là cái việc là lúc mà mình cắt ống ấy, nếu mà mình cắt sai một phát là coi như là mình sẽ phải làm lại ngay từ đoạn tiếp theo, và sẽ chi phí tương đối là nhiều ở cái việc như thế. Ở đây thì em có sử dụng một cái tấm nước. Tấm nước này có tác dụng nó là khi mà mình lắp các hệ thống tản nhiệt mà khá là nhiều cái linh kiện nhét vào, thì cái tấm nước này có tác dụng là mình sẽ giảm thiểu được các cái đường ống đi và làm cho cái bộ máy của mình nó gọn gàng hơn. Nó sẽ không che lớp được các cái linh kiện mà mình muốn sâu, và cái linh kiện là phần cứng chính ở trong cái bộ máy. Và cái việc mà dẫn cái tấm nước này sẽ đi xuống cái hệ thống radiator ở bên dưới gầm này, làm cho cái bộ máy của mình gọn hơn rất là nhiều. Sau đó bắt đầu lên trên. Thấy anh bạn lắc đầu. Rồi mình cũng có ý định lắc đầu để anh không, mình hỏi là anh đã test thực tế cái việc mà song song giữa Vega với CPU chưa? Test thực tế chưa? Test về nhiệt độ. Nhiệt độ, vâng. Đúng rồi. Mình không đồng ý cái chuyện mà song song giữa hai con Vega với con CPU. Tại vì cái việc bờ bơm nước nó giống như mình á, người đi ví dụ như đi đường cái chỗ nào mà dễ đi nhất nó sẽ chạy qua. Thì anh đã giải quyết bằng cái cách là anh dùng hết hai cái máy bơm để anh tăng lực cho nó. Mà cái nghĩa là không có thể giải quyết được nhiệt độ su, nhưng mà không có nghĩa là con su với waterblock nó sẽ nghĩa là cái hiệu năng của mình mong muốn á. Vâng. Nó không đúng lắm. Tại vì cái việc đó chắc chắn con su nó sẽ nóng hơn con Vega. Nước đi qua đó rất là chậm, chắc chắn mới chậm. Cho nên hồi xưa giờ là chỉ có người ta đi song song đường nước in-out cho Vega thôi, chứ không có ai mà ghép vô cái block được hết. Tại cái block áp lực nước ở đó nó nặng lắm, nó qua không kịp đâu. Còn về test thực tế, đem dàn này ra test luôn. Ví dụ giờ mình chạy song song vậy, nhiệt độ siêu bao nhiêu, mình tách riêng nó ra, mình dùng cái mềm mình cắm vô, nhiệt độ nó khác liền. Về cái bộ máy này ở đây á, thì là sử dụng con chip i9 9900K. Thì về nếu mà nói về cái vấn đề nhiệt độ ấy, nếu mà như kiểu là test về thực tế thì ở đây là em cũng đã có trên cái con bên này có cái rất là hay, là mình có thể là nhìn thấy được cái phần mà nhiệt độ ở trên bên luôn. Với một con chip i9 9900K 8 core 16 luồng mức xung mặc định rất là cao. Đấy thì là em đã thấy một số các anh chị như anh Lê Duy Thanh test rồi, và trên tản nhiệt hết custom ấy, thì khi mà full load lên với một hệ thống tản nhiệt của Aqua và block Escaler, hôm em xem anh đấy đẩy lên khoảng độ tầm 4.9 này, cũng lên khoảng độ tới tầm 80-90 độ. Với những cái bộ này em full load thì nó cũng chỉ lên khoảng độ tầm 7x độ. Đấy, anh hiểu sai vấn đề. Vâng. Nghe là nó là 80, nhưng mà nếu mà anh chạy không con su á, nó có xe 65 sao? Anh hiểu vấn đề đó không? Chứ không phải là con su nó bị nóng. Mình đang nói chuyện đó. Nếu mà anh tách lẻ nó ra chắc chắn nó sẽ mát hơn so với bây giờ. Hiểu không? Chứ không phải là có con nhiệt độ vô nó nhiệt độ chịu không nổi, mà nó sẽ mát hơn nhiệt độ bây giờ chắc chắn. Thật ra thì khi mà cái bộ máy làm xong thì em có test qua thì em thấy cái mức nhiệt độ của nó tương đối là ổn, chưa thấy nóng lắm. Nếu mà có thể là như kiểu là giữa cái việc mà lắp song song ấy với cả lắp nối tiếp thì có thể là nó sẽ chênh nhau khoảng độ tầm
1 đến 5, 7 độ thôi, nhưng mà em nghĩ là cái ngưỡng nhiệt độ ấy có thể là ngưỡng nhiệt độ cho phép với một người dùng bình thường. Nếu mà không yêu cầu quá cao về cái mặt như kiểu là OC, ép xung để tính điểm với nhau, kiểu là ăn nhau đến khoảng độ tầm 1, 2 độ là có thể là đạt một cái mức xung khác nhau rồi. Thì cái bạn chủ máy của em thì cũng đa phần là người sử dụng cái mục đích là tương đối là nhẹ nhàng thôi. Thì là cũng muốn là một cái bộ máy làm sao mà các cái đường ống mà đi cảm giác nó gọn nhất và không che các cái linh kiện của bạn đấy, như là che về giam hay là che về main với các thứ, và cái gọi là các cái phần mà linh kiện limited mà nó đẹp nhất ở trên bộ máy đấy. Còn đối với cái vấn đề nhiệt độ test thực tế thì là em nghĩ là cái với anh bạn chia sẻ cũng rất là đúng, có nghĩa là nếu mà có thể là em sẽ chuyển sang kiểu là đi một đường nước riêng ở Cebu, một đường nước riêng ở Vega, thì có thể là hai cái kết quả này sẽ mang lại nhiệt độ khác nhau. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng của cái bộ máy này đó là thế nào để cho các cái hệ thống đường ống mình thiết kế nó phù hợp nhất với cái bộ máy của mình và phù hợp nhất với cả ý tưởng của bạn chủ máy đưa ra. Đấy, thì em cũng chia sẻ nó kiểu như thế đó ạ. Yeah, thì anh em nói là về mặt kỹ thuật. Vâng. Chứ mình không nói là cái nhiệt độ nó cao hay thấp như nào, thì cái đó mong muốn khách hàng ví dụ mình đưa tới cái gì mà cái thực kỳ không có song song siêu với lại với ga đó. Vâng. Chỉ về vậy thôi. Cái phong cách lắp đường song song này thì em cũng thấy rất là nhiều ở trên các cái group water cooling trên thế giới, người ta hay chơi phương án này. Nhưng mà về cái link. Em sẽ gửi cho anh một vài hình ảnh luôn, bộ đấy luôn, rất là đẹp luôn. Đấy thì em cũng nhìn từ các cái đấy ra, bắt đầu em cũng nghĩ là tại sao bây giờ mình đa phần là cứ toàn là như kiểu là mọi người nghĩ thì hay thường là chơi hai bơm, sẽ là một lúc riêng cho Vega và một lúc riêng cho CPU để nó không bị ăn nhiệt với nhau. Hai là trận lối tiếp từ Vega lên cho Raider phía trên lóc, xong bắt đầu mới chạy vào CPU để giảm cái hiện tượng ăn nhiệt đấy. Thì em thấy các cái thiết kế này là thiết kế gần giống như là nó phổ biến quá rồi. Bây giờ mình làm một cái thiết kế mà mới mà rất là nhiều người ở nước ngoài, các cái modder người ta đã chơi, bây giờ mình chơi theo người ta, nó cũng rất là hay.